Mời quý vị cùng theo dõi bản tin cập nhật lúc 17 giờ với các tin tức thời sự trong tỉnh Đồng Nai trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, theo thống kê, từ đầu năm 2024 đến nay, các doanh nghiệp ở Đồng Nai đã nhập siêu hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, việc nhập khẩu hàng hóa tập trung quá lớn vào một vài thị trường sẽ không tốt cho phát triển sản xuất. Những năm gần đây đã có sự dịch chuyển chuỗi cung ứng từ một số nước lớn như Trung Quốc, Ấn Độ về các nước khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam. Tuy là trung tâm sản xuất công nghiệp xuất khẩu lớn với rất nhiều sản phẩm, nhưng việc kết nối các doanh nghiệp để cung ứng sản phẩm đầu vào cho nhau trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. Do đó, Đồng Nai phải tăng nhập khẩu nguyên phụ liệu từ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc. Đồng Nai hiện có giao thương với hơn 170 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, gần 10 năm nay, Đồng Nai luôn xuất siêu và mỗi năm xuất siêu đều tăng. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Trảng Bom tổ chức hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện với Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn nhằm đánh giá công tác phối hợp trong quý 3, triển khai phương hướng nhiệm vụ trong quý 4 năm 2024. Trong quý 3, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện Trảng Bom đã phối hợp tốt với Mặt trận Tổ quốc, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện và các ban ngành của huyện trong công tác xây dựng báo cáo thẩm tra, các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết, Ủy ban dân huyện trình tại kỳ họp chuyên đề, kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân huyện. Đối chiếu với các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện, các quy định của pháp luật, tình hình thực tế tại địa phương và trong quá trình họp thẩm tra đã trao đổi, làm rõ các vấn đề trong nội dung trình của Ủy ban Nhân dân huyện và thống nhất đánh giá các nội dung trình tại kỳ họp. Huyện đã phối hợp triển khai thực hiện 8 cuộc khảo sát, 2 cuộc giám sát chuyên đề theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện trong quý 3 và đề ra phương hướng nhiệm vụ để thực hiện tốt trong quý 4 năm 2024. Sáng nay tại thành phố Biên Hòa, Trung đoàn 31, Sư đoàn 309, Quân đoàn 4 tổ chức diễn tập vượt sông Bến Gỗ cho Tiểu đoàn 9 trong hành trú quân diễn tập vòng tổng hợp có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ năm 2024. Tình huống được đặt ra sát với địa bàn tác chiến, sát thực tế chiến đấu, Tiểu đoàn 9 đã hành quân vượt qua sông Bến Gỗ thuộc địa phận ấp 11, xã An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bằng phương pháp bơi bao gói, bơi vũ trang. Cự ly mặt sông rộng trên 100m, sâu từ 7 đến 10m. Do được huấn luyện kỹ và làm tốt công tác chuẩn bị, sau gần 2 giờ, cán bộ chiến sĩ đã vận chuyển hàng tấn vũ khí, trang bị và quân tư trang vượt sông an toàn tuyệt đối. Trong đó có nhiều vũ khí hạng nặng như súng cối, súng hỏa lực, súng máy phòng không. Quá trình vượt sông diễn ra thông suốt, không phải hỗ trợ, cứu hộ, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Tại trường trung học phổ thông Long Khánh, thành phố Long Khánh, gần 300 đoàn viên trên địa bàn thành phố Long Khánh đã sôi nổi tham gia các hoạt động của Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2024. Tại ngày hội, các đoàn viên thanh niên được phổ biến một số nội dung cơ bản của luật an toàn giao thông đường bộ, tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn thương tích và tham gia cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Dịp này, Thành đoàn Long Khánh đã trao tặng 10 phần quà dành cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường trung học phổ thông Long Khánh, tiếp nhận 150 lớp xe và 30 máy thử tiểu đường từ Mạnh Thường Quân hỗ trợ gửi đến các câu lạc bộ trực thuộc Thành đoàn Long Khánh nhằm hỗ trợ nhân dân thành phố Long Khánh. Công an huyện Định Quán phối hợp với nhiều lực lượng chốt chặn, truy đuổi, bắt giữ hai đối tượng trộm cắp xe máy trên quốc lộ 20. Cụ thể, khoảng 19 giờ ngày 22 tháng 10, nhận được tin báo của Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, có hai đối tượng trộm cắp xe máy đang di chuyển trên quốc lộ 20 về hướng thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lập tức, tổ tuần tra 161 Công an huyện Định Quán phối hợp với Công an xã Phú Lợi và Phú Vinh triển khai lực lượng chốt chặn, đón lõng hai đối tượng. Đến khoảng 20 giờ, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng nghi vấn nên đã ra hiệu cho xe dừng lại để kiểm tra. Phát hiện lực lượng chức năng, một trong hai đối tượng đã liều lĩnh tăng tốc bỏ chạy, song đã bị lực lượng công an bắt giữ tại km 108, xã Ngọc Định. Tại cơ quan công an, hai đối tượng Trần Thanh Liêm, 30 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An và Nguyễn Thanh Sơn, 33 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, khai nhận đã trộm cắp hai xe máy hiệu Vario đang trên đường đem đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin cập nhật đầu giờ trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai.